nữ hoàng dạ tiệc sao? Rất đáng để tranh giành đây. Và Mep và Binky cũng sẽ nghĩ vậy. Vì vậy đêm nay chúng ta cùng xem màn đụng độ giữa hai nàng nha. Mở mắt thức dậy vào buổi sáng thật không dễ dàng. Ngay cả việc nhìn khuôn mặt của bản thân cũng thấy nhát. Gì thế này? Mụn sao? Nổi cả mặt rồi à? Ừ không, không được. Dù sao thì chuyện này cũng không quan trọng lắm. Nhưng trừ một chuyện. Ừ không, dạ tiệc tối nay. Vấn đề mụn cần phải được xử lý ngay. Có thể trợ lý riêng của mình biết phải làm gì. Đó là người đáng tin cậy để trị mụn. Và đây là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì Betty có cả một tủ lạnh chứa toàn vũ khí làm đẹp. Có rất nhiều mỹ phẩm trong đây. Loại mặt nạ này được không? Không, nó không giúp ích được lúc này đâu. Chúng ta cần vũ khí mạnh hơn. Đây là hộp làm đẹp khẩn cấp mà. Bộ cấp cứu da mặt. Cái này thú vị nha. Mở nó ra đi và đưa mặt mình vào bên trong. Giữ lại vài giây. Và xong rồi. Mặt Pinky giờ đã sạch mụn nè. Yeah, trợ lý đáng được thưởng cho việc này. Kết quả quá hoàn hảo mà. Nhưng Mep không có ai để phụ giúp cả. Căn bếp trống trơn à. Và tủ lạnh cũng như vậy. Nhưng không hẳn đâu. Có đá ở bên trong nè. Nghĩa là mụn à. Đợi đó đi. Làm phương pháp này nào. Được rồi. Giờ thì không còn vết nào trên mặt nữa. Để xem xu hướng thời trang gần đây như thế nào. Móng tay đỏ sao? Đi chậm xu hướng là quê lắm nha. Móng mình mà được sơn đỏ chắc là tuyệt lắm. Nhưng mình không có đủ tiền ra tiệm. Có thể trong ngăn kéo có vài lọ sơn đỏ thì sao? Ừ không, chỉ có cây son. Và một cái lò xo. Để xem dưới giường thử. Là sơn bóng. Ước gì là sơn đỏ ha. Dù sao thì mình cũng có cách này. Mình có thể sơn móng bằng sơn đỏ trước. Sau đó phủ lên một lớp sơn bóng thôi. Đây là bộ móng tay hot nhất của mình. Rẻ và đẹp. Pinky cũng muốn có một bộ móng. Cô ấy xông vào tiệm làm móng. Làm móng cho tôi đi, nhanh lên. Bộ không xếp hàng hả? Tôi không biết. Được rồi nè, tiền đây. Tập trung làm cho tôi đi. Chắc là vụ này khó mà từ chối được rồi. Đợi tôi đuổi các vị khách ra đã nha. Đóng cửa phục vụ khách đặc biệt. Đây, giờ chúng ta làm thế nào? Bạn muốn làm kiểu gì? Sơn mẫu hot nhất bây giờ đi. À, có ngay đây. Đẹp quá. Chị xứng đáng nhận lấy nè. Nhâm nhi tách trà nóng là một cách hay giúp thư giãn. Đó là những gì Maeve nghĩ. Ủa, nóng quá. Nóng như này làm mình nghĩ ra. Sao không thử tạo kiểu tóc mới ha? Ủa không, đây là ý tưởng điên rồ. Không phải cuộc thử nghiệm nào cũng thành công đâu. Nhưng uống tóc bằng lọ giấy vệ sinh là một cách hay đó nha. Giờ thì uống một ít trà. Trời ơi, khi nào mới tháo mấy cái lõi ra được đây? Nóng lòng xem tóc mình sẽ như thế nào. Đến lúc rồi. Wow, thành công. Mẹo này hay đó nha. Pinky định đi tẩy lông chân. Mình phải đến chỗ chuyên gia riêng. Có rất nhiều thứ cần phải làm. Nếu bạn vắng vài buổi thì lông sẽ mọc như thế này. Không vấn đề gì. Rất hiểu. Thợ tẩy lông biết mình sẽ làm gì. Miếng tẩy lông à? Không, tôi không thích. Trị liệu bên tôi toàn bằng vàng. Wow, laser hiệu quả ghê. Dù rất đắt nhưng thiên kia không hề quan tâm. Maeve cũng đồng cảnh ngộ với Pinky. Cô đã không cạo lông khá lâu rồi. Nhưng cô không đủ tiền để đi tẩy. Vì vậy cô đành tùy cơ ứng biến vậy. Chẳng hạn như sử dụng băng keo nè. Nó đau mà lại không có hiệu quả cao. Chúng ta cần kế hoạch B. Nhờ mẹ thiên nhiên giúp đỡ vậy.
Ông ơi, tụi mày ở đâu? Ủa, có cái tổ ong nè. Lấy nó mà chạy thôi, để xem chuyện gì xảy ra nha. Dù là cái kết có thể nó quá là đau, nhưng cũng đáng mà. Mật ong là một chất tự nhiên thay thế thuốc tẩy lông. À, làm đẹp mà đau quá. Pinky lại tiếp tục ở salon. Kế đến, cô muốn có một bộ móng chân quyến rũ. Thở làm móng đang cố gắng hết sức. Giờ thì đính thêm đá nào. Nếu không thì ai mà biết mình giàu có như thế nào. Vậy thôi à, đính thêm đi chứ. Phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng hả? Xong ngay đây. Mấy ngón chân của Pinky giống như núi đá quý vậy. Bộ móng đó chắc khó mà đứng thoải mái lắm đây. Cô nàng đành phải học cách đi lại từ đầu và không quên chi trả cho bộ móng này. Maeve cũng thích được sơn móng chân, nhất là từ khi móng chân cô mọc ra quá dài, nhưng vẫn không có đủ tiền. Cô ấy cần phải nghĩ ra ý tưởng gì mới. Và vì chiếc kéo bình thường không xử lý được móng của cô nàng, nên hãy nghĩ ra cái gì mới nào. Một chiếc búa và một chiếc tua bít sẽ giúp ích nè. Thế là trùng tu xong rồi. Làm tóc kiểu gì đây quý khách? Pinky là một vị khách rất khó tính. Cô chỉ có một tiêu chí, đó là phải trông rực rỡ và sang chảnh. Liệu thợ tạo mẫu có hiểu ý cô nàng? Không, đây không phải kiểu tôi nói. Cô ấy rất giống ca sĩ, chắc chắn sẽ thích kiểu này cho mà xem. Không, được rồi, được rồi, thử lại lần nữa nha. Tóc ngắn màu đen thì sao? À, đây là ác mộng mà. Nhưng kiểu này thì lại rất hoàn hảo, thậm chí còn đính vàng lên nữa. Pinky cực kỳ sung sướng. Đây là kiểu tóc cô hằng mong ước mà, đẹp và rất sang trọng. Maeve không đủ khả năng đến chuyên gia, nhưng cô có mấy mẫu make up dùng thử và đôi tay, vậy nên cô sẽ tự trang điểm. Wow, trang điểm thật là đỉnh cao. Chỉ trừ bộ răng. Có chuyện gì với chúng vậy? Tại sao chúng lại đen thui thế kia? Nhưng mà làm trắng răng rất là dễ, chỉ cần có một lọ sơn móng trắng thôi. Xong rồi. Cô ấy trông như một tỷ phú ha. Và Pinky tiếp tục tra tấn chuyên gia của mình. Lần này là bớt make up. Tôi cần một tay nghề tốt hơn và dòng sản phẩm đắt nhất, được chứ? Miễn là bạn có nhiều tiền ở trong ví thì muốn gì cũng được cả. Hoàn hảo, đây của cô đây. Cuối cùng cũng vui lòng đôi bên. Dạ tiệc sắp đến rồi, mà trang phục mình vẫn chưa có. Mình nên mặc thứ gì đến buổi tiệc đây? Mình lại không có tiền. Nè mây vơi, chưa buộc cái giày kìa. Đừng để kẻ mình ghét đánh bại chứ. Maeve nhất định không để chuyện đó xảy ra. Áo gì đây? Mình sẽ thiết kế lại nó, biến nó thành trang phục dạ tiệc. Xong rồi, thật là một chiếc đầm đẹp, được làm từ chiếc áo sơ mi cũ đơn sơ. Nhưng còn một vấn đề khác, đó là đôi giày. Nhưng Maeve có thể tìm ra cách trong mọi tình huống và làm đôi giày từ giấy cát tông. Đôi giày này màu be thật là lạ mắt và hợp với cả chiếc đầm đang mặc. Pinky sẽ chi tiền không tiếc tay. Việc chọn một chiếc đầm là rất quan trọng, và cô có thể chi tiền cho bất cứ thứ gì. Nhà thiết kế sẵn sàng phá toan cửa hàng chỉ để tìm ra một chiếc đầm đặc biệt. Nhưng Pinky đâu dễ hài lòng. Hai nhà thiết kế hình như nghĩ ra ý tưởng gì đó. What are you doing? Hỏi bạn à, đối với các tín đồ vàng thì chiếc đầm này là thảm họa. Oh my god. Nhưng mà cái này thì được. Thế chính là nó làm bằng vàng. Giờ thì chọn giày nha. Màu hồng hợp với màu tóc nha. Thôi đi, vàng thì ổn hơn đó. Wow. Nó hợp với chiếc váy. Đúng vậy, thôi đủ rồi, tạm biệt. Wow, hào phóng quá à. Cuối cùng dạ tiệc cũng đã đến. Và giờ là lúc công bố ai sẽ trở thành nữ hoàng dạ tiệc lần này. Pinky hay Maeve? Có vẻ như người chiến thắng lần này là Maeve, cô gái nghèo nhưng sáng tạo. Có phải vì nụ cười rạng rỡ của cô nàng chăng? Pinky nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng. Chút vàng nhỏ này đâu có là gì. Và cuối cùng chiến thắng thuộc về Pinky. Và vương miện được cài lên tóc của cô ấy.
một chút, nhưng mà không sao. Con nhỏ nghèo khổ này đã cố gắng rất nhiều. Sẽ công bằng hơn nếu mình chia sẻ một chút sân khấu. Yeah, cả hai đều chiến thắng nha. Các bạn có thích video về nữ hoàng giàu và nữ hoàng nghèo này không nào? Bạn chọn theo phe nào? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận nha. Và đừng quên like video này, nhấn đăng ký kênh và ấn chuông bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới về phong cách sống khác nhau trên kênh Trum Trum Select nha.